ký ký nhiều tiền vậy cháu? Dạ ký nhiều tiền. Mẹ mẹ thấy đang cắn, đang cắn ở 60 ngàn à, mẹ ngọt đó nghe, chú cũng bình dân nè hả, nhiêu ký vậy con? À bình dân quá ha, cái này mình nhìn mình thấy thèm luôn nè cô chú. Đường à, chú mời mình ăn me thử nè. Rồi à, đầu tiên à, mời cô chú anh chị và các cháu dùng me với mình nha. Rồi mình ăn nha. À, nó có đường à, nó... à bữa nay mùng 5 Tết mình à, có nhiều thốt nốt à, thấy tươi à, ngon quá ha, đẹp quá ha. À thật gì là à, dì chiền hay dì chút? À, mặc dì chiền hả? Đẹp quá ha. Đang lấy hay gọi hả? Nhiều tiền à, mặc một chút. Tiếp theo rồi chào cháu máy bay alo 1, 2, quá độc luôn nè, chào anh em, còn học quẹt lít bơ ngày xưa luôn nè, có cái loa giới thiệu luôn nè, nên bà con có đi chợ Tình Biên à, ghé đây ủng hộ à, mấy học quẹt cổ à, luôn nha, đây nè quá đẹp luôn. Quay cho cô thấy nhà ta, cảm ơn cô nhiều nha, cô đưa nước suối mình đoan là cô chú mai mốt có xem video này thì lại ủng hộ cho cô nha, có thể mua nhiều cô tặng đó nè, thấy trước mắt là cô tốt không, tặng mình cho nước suối rồi, cảm ơn cô nhiều nha, chúc sức khỏe quan năm có con cháu rồi các cháu làm ăn phát tài hả cô? Dạ chào cô. Nhìn thấy kìa, cháu có cái niềm vui đầu tiên nữa ha, thường thường cái vui mình mới đến phải không cô chú, thì bây giờ là đây là vui trước rồi nè. Và cháu có thể rảnh chia sẻ một số sản phẩm rồi cháu. Dạ. Nhất là cô bán cơm đây nè. Rồi, nè tôm nè nghe cô chú. Đó tôm. Vàng tươi luôn nha. Cá lóc này. 20 ngàn con. Dạ. Bán dân địa phương luôn đó, ủng hộ đi. À, cá này cá chê ngon luôn nè. Dạ. Chào cô chú anh chị và cháu. Hôm nay mình đến chợ quốc tế nè, Tịnh Biên nè. Hôm nay cũng là mùng 5 Tết, bà con rất đông. Đầu tiên chúc cô chú anh chị qua sang năm mới mùng năm Tết luôn làm ăn gặp may mắn, hạnh phúc vui vẻ, rồi con cháu hiếu thảo. Chú Sáu Cà Me sẽ quay tiếp theo. Đây là xe du lịch rất đông nha cô chú, xe này đang chạy ra nè cô chú, đây dưới mé kênh nè, kênh này là con kênh Vĩnh Tế nha cô chú, dài lắm luôn, từ Châu Đốc mà chảy dài đường đi lên Hà Tiên luôn đó cô chú ơi. Bên đó là giáp ranh với bên liền ranh liền với bên Campuchia, như con kênh này để ngăn ra nè, mình bên đây Việt Nam, bên kia là Campuchia. Đây trước chỗ chợ Tịnh Biên nè cô chú, là bà con đang sáng mua sắm với các khách du lịch và tham quan rất nhiều, tại vì đây là đồ quốc tế rất nhiều, quần áo rồi các sản phẩm khác. Đây có mè Thái luôn mà chú, đây rồi bên đây có bán khô luôn.
Có mèo ù nữa nè chị. Chị luôn ăn thử đi, giờ muốn biết ngon đâu. Ăn thử đi nè, mèo ù. Đồ ai mấy cô ơi. Chị, mẹ thấy mày dấu bột. Bên đây có con này là... mẹ này lấy hộp mà. Lấy hộp xong rồi con chú. Ngon quá luôn nè. Mẹ lấy hộp xong rồi. À bên đó cô đang mua. Là mua mè Thái ngon quá nha, ngọt ngay luôn. Ngon lắm nè cô chú à. Dạ. Này ở chợ Tình Biên mình nha, chợ quốc tế nha. Hôm nay cũng bà con đang đi tham quan du lịch cũng còn nhiều quá nè. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết. Rồi 20 ngàn 400 gram chị, 300 mấy gram ký nhiều tiền vậy cháu. Dạ. Ký nhiều tiền vậy cháu. Mẹ Thái đang cân, đang cân. 60 ngàn mẹ ngọt đó nghe, chú cũng bình dân nha. Bà con cũng đang mua đó. Ngon quá luôn. Có cháu nó đang đẩy bán cà na luôn rồi cô chú. Là muối. Đây cũng có mẹ Thái nè. Mẹ Thái chơi. Trái này ngon quá nè, có chú trái bự. Cô lựa, cô ra chia đều sản phẩm luôn nè, rất ngon luôn, tùy theo giá cả. Đó, giới thiệu hồi bà con mua rất nhiều luôn. Bán rất nhiều luôn đó. Cá cho chút. Đây mình thấy ở đây có bán đường thốt nốt quá ngon luôn rồi cô chú. Rồi ở đây thịt dừa luôn. Rồi bên đó có me nữa rồi cô chú, me trái gắt. Rồi thêm me ngọt luôn, đặc biệt là có me lọc sẵn luôn nè cô chú, ngon quá ha. Cái này là me đường muối ớt. À vậy hả? Dạ. Nhiêu ký vậy con? Dạ cái này 100. À bình dân quá ha. Cái này mình nhìn mình thấy thèm luôn nè cô cái chú. Cái này là me Thái của mình lột ngon ra. Quá ha. Mẹ Việt Nam. Mẹ Thái lột ra nè cô chú mà có thêm đường nữa kìa. Rồi đặc biệt mình có muối nữa nè. À chú này vui vẻ quá nha. Bà con lại đây mua ủng hộ cho chú đây, chú vui vẻ là thấy mình mua rồi. Đây có cái mè này nhiều cái chua. À cũng được hả chú. Rồi bên đây là trái gắt hả chú? Trái mây nghe cô chú. 80 ngàn ký. Cái cô đó cũng đang mua kìa. Nói chung là tươi là thấy đẹp quá luôn á nha. Đẹp mắt luôn á. Rồi cái mè Thái đó là tùy theo loại hay gì chú? Bên đó đó. À. Rồi cao nhất nhiêu, thấp nhất nhiêu? 120, 80. À vậy ha. Để mình xích qua anh đó anh quay cô chú xem nha. Mốt có đi chợ Tịnh Biên thì ghé đây ủng hộ quầy me này cho chú nè. Rất ngon luôn, nhiều sản phẩm lắm luôn. 2, 4, 6, 8. Đâu cả chục cái mâm me luôn đó nha cô chú. Ở đây là cháo này cũng lựa ra sẵn luôn rồi nè. Tiện quá trời luôn đó. Bà con muốn mua loại nào tùy theo giá cả, cái bà con chọn vô cái mâm đó là được rồi. Rồi chúc sức khỏe cho hai cháu nghe nè. Để sắp tới bán đắt và thật nhiều me luôn á. À chú này vui quá à. Chú mời mình ăn me thử nè. Rồi đầu tiên mời cô chú anh chị và các cháu dùng me với mình nha. Rồi mình ăn nha. Nó có đường ngọt ngọt.
Rồi cái hậu me đó là nó ngọt vừa vừa và cũng chua vừa phải luôn, mình dễ ăn lắm. Nói chung là có ớt hay cay cay nữa cô chú ơi. Rồi. Rồi chúc hai cháu vui vui vẻ làm ăn phát tài sắp tới hả con. Rồi chào. Ngon quá. Đây cũng có chú bán me các loại luôn. Ngon quá cô chú ơi. Me lọc vỏ sẵn nè, nó vừa chua vừa vừa. Bên đó là mình thấy có chắc thông lóc luôn cô chú. Chút à, bữa nay mùng 5 Tết mình có nhiều thốt nốt, thấy tươi và ngon quá ha, đẹp quá ha, đặc biệt luôn nè cô chú. Mấy ngày xuân này có thể mình đi chợ Tịnh Biên để mình ủng hộ thốt nốt lại cho cô này luôn. Kìa có mấy cô tham quan đang ở đây, có chai thốt nốt sẵn nè. Ông Thảo đang mở hàng đi. Kìa mình thấy cháu bên đây cũng vui vẻ quá à. Mình lại mình uống một ly thốt nốt cho cô luôn. Hồi lần mình có uống rồi đó, ngon dữ lắm luôn đó. Thốt nốt là tự nhiên ở ngoài cây đem vô làm cái là bán liền luôn đó. Đồ thiên nhiên lúc nào cũng ngon, nó không có độc hại nữa mà ngon lắm luôn. Bữa hổm uống bữa nay lại nữa nè, mình đi quay phim mà mình cũng mê chỗ thốt nốt này quá luôn đó cô chú. Bữa hổm mình với khám phá Vĩnh Long với các anh em đi uống luôn đó. Đây thốt nốt nè cô chú ơi, ngon quá luôn nha. Cô chú anh chị nào có đi chợ Tịnh Biên ghé đây ủng hộ thốt nốt cho cháu này luôn. Mình thấy cũng uống cũng dịu dịu đó, cũng được, ngon lắm. Rồi mời cô chú anh chị và các cháu dùng nước thốt nốt với mình nha. Rồi mình tạm dừng video chút đặng mình uống. Chú này đang mua gì vậy ta? Quanh này ba cái chuỗi đẹp quá nè cô chú ơi, các loại nha. Chú hai đang chuẩn bị lựa kìa. Còn có mấy cái hết tiền luôn á. Còn số còn cọc mấy trăm ngàn số. Có như nanh heo nè cô chú, đẹp quá trời luôn ha. Cắt bự luôn nè. Các cháu nào muốn nghịch mua cái nanh heo này về đeo chơi hay lắm đó nha. Chuỗi rồi nè. Có mua gì không? Có mua, dạ, mua rồi. Mua rồi hả? Nãy mua sản phẩm gì vậy chú? Dạ mua thịt Di Lặc. À Phật Di Lặc hả? Dây chuyền hay gì chú? Dạ mua mặt dây chuyền. À mặt dây chuyền hả? Đẹp quá ha. Đang lấy hay gọi hả? Lấy rồi. À nhiều tiền mắc không chú? Cũng trung bình. Dạ. Tại vì cũng như bình hàng bình thường ha, hàng dạ. Bình thường ha. Rồi dạ. Cũng được quá mà thấy trưng bày cũng đẹp quá nè cô chú. Dạ. Mình ở đây mình thích nhất là cái nanh heo nè. Nanh heo đẹp quá luôn. Nanh heo đẹp lắm nha. Mà lớn tuổi thì đeo kỳ lắm. Trẻ trẻ ăn chút được. Rồi chúc cho cô mua mai bán đất ha cô. Rồi chào cô nha. À kìa cái câu bằng thao hay bằng đồng vậy chú? Cái đó là cho à, vậy hả? Cái này bằng thao vậy chú ơi. Đẹp ha, này trà bóng vô em hả? Của bạn cho hả? Cũng được, được. À vậy ha. Rồi cũng được. Rồi chúc chú vui vẻ ha chú. À, chú bán gì mà chú có cái vỏ đó chú? Dạ đi chợ hả? À, cũng chú cũng vui tánh quá nha. Chúc sức khỏe chú nha. Rồi năm nay vui sừng với con cháu xong rồi đó, rồi chúc các cháu quan năm làm ăn phát tài ha chú. Dạ rồi chú cũng khỏe mạnh hoài luôn nha. Rồi chào chú. Đây là bà con đang đi mua sắm rất nhiều nè cô chú. Ở đây là trong đây là nhà lòng chợ Tịnh Biên nè cô chú. Đây là cháu này đang bán đường thốt nốt. Đây thì có mẹ Thái. Bán bao nhiêu ơi? Bán 40 ngàn.
bên đây có chá này đòi bán xôi tàu hủ này cô chú, ngon quá luôn, có cà na luôn. À, muối ớt luôn ngon quá nè cô chú nè, chá cũng thấy đẹp quá luôn. Đây có chá này đang bán mẹ nè cô chú. Xe bà con đang vô chợ Tịnh Biên mình rất đông luôn, xe du lịch không nha. Bác Tài ghe vô nè để đậu đặng xuống đây mua sắm tiếp theo. Đây một chiếc nữa. Này là 65A. Nay mùng 5 Tết mà cũng thấy vui vẻ quá. Cũng bà con lại cũng rất nhộn nhịp ở chợ Tịnh Biên mình, chợ quốc tế. À, và trong đây là bán quần áo may sẵn và các đồ luôn cô chú ơi, còn vô mua rất nhiều à. Đặc là bên đây là có bán dép dài kìa, các cô đó đang chọn hàng chọn dép. Số 59 ơi, thấy bán còn cách chặt. Chặt màu quá nè cô chú. Trong đó còn cả bỏi nè. Ký hai. Còn nhà nữa, bán được nhiêu bán. Chào cô. Thốt nốt kìa, có cô bán ngon nè. Bẹt có nước thốt nốt ngọt luôn nè. Quá ngon ha, không có bán thốt nốt chu gì không cô? Thốt nốt chua. Chua. Chu chua. À cô bán gì cô? À bán dầu đồ hả cô? Đẹp quá, đi vòng vòng bán hả? Được không cô? Năm nay bán được không cô? Chậm hả cô? Rồi thôi chúc sức khỏe cho cô nha, đây chúng lên bán cho đắt hơn mấy bữa hổm nha cô. À rồi gia đình mình hạnh phúc luôn hả cô? Rồi chào cô. Vậy hả? Khoan, chào cô. Cô bán nãy giờ cũng có hỏi thăm cô bán dầu bán này kia nè. Thường ngày cô bán được nhiều không cô? Ít chứ ơi. Vậy hả? Thường ngày thí dụ mình bán gì ngày kiếm khoảng lời được nhiêu tiền vậy cô? 100 ngàn. Rồi gia đình mình sao cô? Nói lớn lớn chút. Gia đình chồng con bị bệnh nằm vậy đó chú, bị teo não, teo não. Vậy hả? Teo não hả? Rồi bệnh mấy năm rồi? Tháng 7 thì tới nữa là 2 năm rồi chú. Rồi mình có thể nói địa chỉ đi, đặng biết, đặng lệ, đặng nhiều khi quay ủng hộ cho. Dạ. Đường khu 13 chỗ trường học Nguyễn Văn Chổi á chú. Khu 13 thị xã Tịnh Biên hả? Thị trấn Tịnh Biên, có khu 13 ấp Phú Tâm. Kể. Để kỹ cơ. Khu 13 đường tiểu lộ Phú Tâm hả chú? Cô nói cô ở khu 13 đường tiểu lộ Phú Tân, xã gì ấp gì? Xã An Phú, ấp Phú Tâm. Ấp Phú Tân luôn hả cô? Phú Tâm. Rồi vậy thôi cố gắng bán lại gai nha cô, rồi khi nào có dịp mình sẽ ghé mình quay cho cô. Rồi ha, chào cô. Rồi. Nè cô chú, cô này cũng có bán thốt nốt nè, nãy giờ mình cũng có nói chuyện với cô ít, cô rất vui vẻ nha. Dạ, cô bán cũng rất nhiều thốt nốt nè, cô ngồi trước nè, ở ngay chợ Tịnh Biên mình đó, mà như ngay nhà lòng mình đó là cô bên phải nè, ở cuối đây nè, bên đây xe du lịch bà con tham quan lại rất đông luôn nè, để đi mua sắm đồ nè, tại vì cửa khẩu quốc tế mà, bà con nào không muốn đi du lịch để tham quan. Rồi cô bán mỗi ngày được nhiều thốt nốt không cô? Chợ này giờ ế lắm. Dạ vậy hả cô? Dạ, dạ. Có bán ở nhà cũng mà bán dạ. Ở nhà con mình nó đi giao á. Dạ. Ở nhà hả cô? Dạ. Vậy mỗi ngày mình bình quân được nhiêu ký vậy cô, làm ra sẵn gì nè? Mấy kinh phí đồng mình cân. Dạ vậy. Đồng mình sang á. Dạ rồi, đó là mình cân rồi mình sang lại ha, mà được cũng cả 100 ký rồi, chặt lâu lắm hả cô? Dạ. Cũng mau, mình chặt không nổi thì mình mướn người ta chặt 1 ký 3 ngàn. Vậy hả? Rồi hiện tại mình bán 1 ký được nhiêu? Cũng
tại chỗ thì chặt ra 1,80 kg. À. Cũng hàng mình hàng mình chặt rồi đó thì mình bán rẻ hơn ha. Dạ. À, chặt trực tiếp thì nó mắc hơn ha. Dạ. Còn cái chai thông nón này cô? Chai 30. Dạ. Hai chai thì nó vậy là 1 lít lít mấy hay gì hả cô? Dạ, dạ. Dạ. Thôi vậy chúc sức khỏe bà cô nghe, để chúng lên chúc cho cô bán đắt hơn. Dạ, chúng dạ. Có việc nào đó chúng tôi quay chừng cầm cũng dạ. Dạ, dạ. Dạ. Thì khi nào rảnh mình tranh thủ mình đi. Rồi chào cô ha. Chúc sức khỏe cả gia đình mình, có các cháu và chúc các cháu làm ăn quan năm gặp may mắn ha cô. Dạ. Rồi, chào cô. Cảm ơn chú. Dạ. Nè cô chú ở đây trước cửa Tinh Biên nè, cháu này bán khô cá bổi, cá sặc nè. À, sặc gần đó nghe làm rất ngon nè, này phơi nắng rồi nè. Rồi bên đây cá lóc cũng vậy nữa kìa. Còn ha, cái này thì nó không khô hơn mình cũng dễ ăn. Còn nó khô quá thì nó dai quá ha cháu. Vừa vừa gì ngon nè. À khô khô quá nó không ngon, nó cũng có đúng cá chạch nè. Rồi cái này sao mình làm nhà hay vậy con? Có nhiêu ký vậy? Giỏi quá. À. Ngon, ngon quá nè. Khô nhỏ hơn, cái này khô bự ngon lắm nè. Ý coi có cá chạch này bự, lúc này có cá chạch bự nhiều quá hả con? Ít lắm á. Vậy hả? Trên biển hả? À vậy là ở biển hồ rồi ha. Hàng, hàng biển hồ rất ngon rồi, chú bự lắm nè. Cháo này lấy từ biển hồ về nè, bán thì rất bình dân đó, cũng rẻ đó. Có đi Tịnh Biên thì ghé đây ủng hộ khô cho cháu luôn nha. Quá rồi, chúc cháu gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc. Chào cháu nha. À cháu bài mình gặp cháu này rất vui vẻ nè, bà con lại đây uống nước rất nhiều luôn nè, ngay là chợ cửa khẩu Tịnh Biên mình luôn. Để một chút mình hỏi cháu vài câu coi. À, chào. À, cháu đang ấy. Rồi chào cháu. À nãy giờ mình thấy bà con lại uống đông quá, con bán thời gian lâu chưa con? Dạ con mới bán có 1 năm à. À vậy mà tại thấy lúc nào cháu cũng có nụ cười trên môi hết. Dạ. Bà con công nhận ủng hộ cháu nhiều quá luôn nha. Dạ dạ. Rồi thường ngày mình bán tính ra khách khoảng được nhiều người mấy ngày đông á cháu? Vậy cũng tùy theo nhiều vậy, ít chú ơi. Vậy hả? Chứ không biết được nhiều người. Có bữa trúng bữa thất thì dạ. Trúng thì 1-200 người cũng được. Dạ. Rồi, còn thất thì cũng là gai. Rồi chúc cháu đi mua bán tiếp theo và bán thật nhiều nước luôn hả cháu? Dạ dạ dạ. À, rồi sau này sẽ thành công trong mọi lĩnh vực nha. Rồi mấy bà con ở đây cũng uống nước rất vui nè cô chú ơi. Nhất là cái cô đứng bên đây nè còn vui nhiều nữa nè. À, cô bay luôn kìa. À, mình là ở đây là cũng như là dạ đi cũng như đi du lịch đó hả? Dạ. À vậy nãy giờ mình tưởng đâu cô chủ bán nước không. Dạ. À, cái này là cũng như gia đình mình hay gì? Dạ, dạ, dạ. À, các cháu cũng vui quá kìa, có mấy cháu nhỏ cũng đi theo nữa, cũng vui quá ha. À, hổm gà mình có đi đâu nhiều không cô, hay là mới đi à? Vậy hả, cũng được ha. Dạ. Mình cũng đi quay, cũng Hà Tiên, vòng vòng chỗ nào vui vui á, mình tranh thủ mình đi, tặng cho bà con xem luôn. Ghi hình tặng bà con xem về với sau này để làm kỷ niệm luôn cô. Ví dụ mình bấm cái kênh nó lên nữa làm kỷ niệm luôn. Rồi các cháu nè, rồi còn đây có cháu này bán nước nè, cũng ông xã vậy rất vui mà cháu cũng vui nữa đó nghe. Nên nên mình có đi rồi đi du lịch ở Tịnh Biên nghe, cửa khẩu Tịnh Biên. Đây là ở Tịnh Biên, chợ Tịnh Biên đó cô chú, là kêu lần chợ quốc tế luôn đó, nên bà con đi tham quan rất đông luôn nha. Rồi, chúc sức khỏe cho con nha, mua mai bán đất tiếp theo ha. Rồi cô này cũng vậy, vui sân rồi đi chơi vui vẻ về, chúc các cháu làm ăn thành đạt với học hành cho giỏi giắng tiếp theo ha. Rồi, chào chào cô. À cô bay luôn. Đây nè cô chú ơi, cháu này rất vui vẻ nghe, mình nói cái là cháu lấy điện thoại ra cháu bấm kênh mình luôn kìa. Giỏi quá kìa, cháu bên đó nó kìa. Nói chung là mình ở đâu hả cháu, nhà mình đó cháu? Con ở Tân Châu. À Tân Châu cũng gần đây hả cháu? À, cũng được. Rồi chúc cho hai cháu còn đi học gì không? Không, con đi làm rồi. Vậy hả? Thôi làm ăn đi. À, chú có một câu câu đó ấy, câu thơ về làm ăn cũng hay lắm nghe. À, đọc cho con nghe luôn nghe. Dạ. Con đi cha mẹ đau lòng, anh em thương nhớ bạn mong chú chờ. Yên tâm hãy cố không lờ, đừng vì thương nhớ mà mờ thành công. Thôi thì phải chịu khó trông, học hỏi sáng tạo biển sông cũng thành. Một ngày trở lại mái tranh, có nhiều tiền bạc không ganh giàu nghèo.
về xứ cái mến ôm đèo, bạn bè quý trọng khỏi bèo như xưa. À, chờ cháu vỗ tay kìa, tặng cho cháu luôn nghe, rồi gán thực hành theo câu thơ đó nghe con. À, chúc sức khỏe. À, mình thấy có cô bánh mè ngon quá nè. Dạ. Cô làm đẹp quá ha cô. Dạ. Mè này. Này là có nước gừng này, có chanh muối. À, này, vậy có hả cô? Tắc nè. Cái này là cô làm ha, cô lấy lại. Dạ, cô. Làm nha. Hay vậy? Dạ. Cô có thể chỉ cho dạ. Em làm không cô? À, cái này nó là rửa trái tắc nè. À, ngon. Rồi á là chanh muối nè, rồi nước khóm nè. Quá ngon luôn nè cô chú. Kìa. Ngon lắm. Cô sáng tạo bọc nhiêu tiền với cô? Dạ. Bọc này á thì 50. Dạ. Bọc này á thì 50.000 hai bệt. Dạ. Này cũng bình dân hả cô? Dạ, bình dân không à. Cái bên này chắc nửa ký hả cô? Cái này không có tới nửa ký. Dạ, 50.000 hả? Dạ. Cái nước đâu rồi? Ngon lắm. Dạ. Cái này chua chua cay cay mạnh mạnh ngọt ngọt. Dạ. Cái này á là đâu qua cô đưa thử viên cho cô đặng giới thiệu cho bà con coi. Đây cô cũng nói mình thử viên kẹo nè, coi thử coi sao mà cô chú. Rồi mời cô chú ăn kẹo me với mình nghe với các cháu. Rồi để mình dần thử ăn nghe cô. Này cô làm hay quá ta, làm dẻo dẻo. Thơm thơm gần nghe cô chú. Đúng rồi. Gần rồi chanh muối rồi rửa trái tắc. Tới ba loại hả cô? Dạ. Thơm quá. Dẻo lắm cô chú à. Này còn có thôi chúc cho cô đây sắp tới bán đã đặt dạ, hết rồi. Hết hàng luôn hả cô? Chúc dạ. Gặp nhiều may mắn ha. Rồi cảm ơn cô nha. Chúng đặc biệt nhớ đi nữa đi. Rồi. Dạ. Có xe tham quan này mới đậu vô này là đang xuống và mua hàng quá chuyển lên xe cô chú. Đây trước ở trước thì cũng để chợ cổng trước chợ Tình Biên này là cổng vô là ở bên phải nè cô chú. Đây là bán trước này bán các loại này dao kèm. À, có cối, có các loại cối luôn một chút. Rồi bán có rượu. Các loại dao. Đây có mấy chú buộc kẹp luôn. Mấy chú buộc kẹp đẹp quá rồi chú ơi. Đây bà con du lịch đang mà ghé lại mua mắm rất nhiều nè cô chú. Cái này là cá linh phải không? Dạ cái này cá linh, kiểu chữ linh là mắm cá linh. Mày mua mắm nào? Đây mấy con sao nào ngon? Ba mà cũng ngon cho anh Trinh ơi. Cá linh là cái này nè. Cá linh da trắng, cá chốt da sọc, cá hồng. Cá linh này nè. Mắm cô chú. Đây là bạc khía. Cái chốt không? Cá lóc. Chị mua cái này đi, cá linh đi. Đây là dừa mắm năm miên nè cô chú. Năm miên là 6 số 7. Cơ sở sản xuất mắm năm miên 6 số 7 phường. Sản phẩm được công bố hợp quy. Số điện thoại. Mắm cá sấu ngon quá cô chú. Bánh được đủ luôn, mắm Thái đủ 150.000 ký. Cái bộ học trở rồi hả?
Đây được mất báo toàn quá nè chú. Đường miếng luôn nha và đường chảy luôn. Còn này nước màu hay gì đó chú ơi. Cơ sở sản xuất nước màu thốt nốt. À, nước màu thốt nốt là ngon lắm luôn. Nước thốt nốt luôn. Có dì hai này đang che nắng lại. Cá sủ. À, cô này thấy ngon quá. Ngon quá cô chú ơi. Có khô cá phai rồi cát lại khô luôn. Vậy có cá sủ, sủ bự luôn. Ngon quá cô. Đó cô chú thì chợ đi chị tình biên thì nữa đây là ủng hộ cô cho cô này nha. Nó cô vui khỏe quá ha, lại mua là nhiều là cô rất vui đó. Với cô có thể là phiếu mày ấy cái này cô người đẹp chân dài hả cô? Quá đẹp luôn rồi cho cô chú. Bọc đó khoảng nhiêu tiền? Bự quá vậy cô? Cái này 230 bịch. À, ngon quá ha. Cái này đi mua về làm quà chắc bà con được nhận quà này chắc mừng lắm luôn cô chú. Quá ngon luôn. Tại nhái này cũng hiếm. Rồi chúc sức khỏe. Dạ. Chúc sức khỏe con nha, mua mai mắt tiếp theo hả cô? Dạ. Dạ chào cô. Ngon lắm cô chú ơi. Để coi mình có thương hiệu gì không cô? Ngọc Thiện hả? Ngọc Thị nghe cô chú kìa, cái hiệu đó là để mình quay mai mốt có mua rồi nữa điện về số điện thoại này gặp cô nha. Đây cửa hàng khô Ngọc Thi. À, số điện thoại nằm dưới nè cô chú. Đây số điện thoại đây nghe, có gì điện về số điện thoại này nghe. Nhiều loại khô ngon lắm luôn nè, trên đây nè, đặc biệt là khô nhái á, kiều nữ chân dài. Có cá cơm đó cô chú ơi. Đây rồi đi tiếp theo cô chú. Này con bắn mắm rất nhiều luôn đó, thì mình thấy có mè Thái rất ngon. Đây cũng có nhái kiều nữ chân dài nè, tính tú nhiều lắm luôn. Này cá sạc bỏ. Cái này đi về đi chân ăn. Mà con này ta cắt đậu trên là ngon ghê luôn. Cá đó ngon đó cô, cắt ngại khúc ăn cỡ nửa tháng trời mới hết đó. Cá thu chấm rau là ngon lắm. À, chú hai này nhớ cháu dữ kìa. Chú tính hùng cháu quậy quảnh mặt bên kia luôn kìa. À, cho ông hôn đi, ông hôn miếng đi. À, cho bà nội hôn miếng á, vậy cho bà nội ông nội quay mặt chỗ khác. À, thôi hôn dai đỡ rồi, rồi cháu gật đầu kìa. Đó. Không thèm nhìn tiền luôn hả? À dạ. Cháu này cũng biết người ta đưa hai chục không thèm nhìn, năm chục là chết liền. Quá. Khô mắm rất nhiều. À, chợ Tịnh Biên kêu bằng chợ quốc tế nè cô chú. À, rất nhiều mắm luôn. Nốt mà nó loại ra được nó chảy nó dẻo á. Về ta kho cá ướp thịt cũng được. Vậy không đâu, cái này vừa ăn à, cái này là về để cháy vô ăn à. Không ngọt lắm đâu, cái chắc nó là ngọt hơi hơi. Có người ta về nó muốn ngọt luôn, thêm đường vô nữa. Cái này là về để cháy vô ăn à. Có nấu chè trái cây nữa để nó thành hai chén dẻo ăn không. Đây dài ẩm sạp mắm rất nhiều cô chú. Không phải bao, ở đây là nó vô thùng á, nó vô mình Thái nhập về. Rồi thốt nốt mình là trái là ở đây của mình, trái là trái dừa là ở đây của mình. Dạ, trái có ba hộp mà. Hạt bự bự không, cái này hạt nhỏ nhỏ. Trái nó ba muối à. Thái cũng thấy ngon hết vậy. Sáu làm giờ Thái làm chất lượng cao quá. Làm chè Thái chè này chè kia quá ngon luôn.
cái nào mình giờ chưa mua mình mua thử về mình thí nghiệm thử. Nó ngon hơn thịt cát mình. Nó béo, nó thơm. Đường thốt nốt thơm lắm luôn. Nó hột é gì? Hột é. Ngâm uống với mũ gòn ở biển rồi. Hủ là 60 rồi. Hủ là 5 ngàn rồi đó. Hủ là 1 kg rồi đó. Dạ, 1 kg. Cái hủ là 5 ngàn rồi. Lấy khôi kia vậy? 60 rồi. Ờ, trả 55 đi. Lấy mấy hủ lấy đi. Rồi, cô này cũng được quá. Phím mãi 5 ngàn lên rồi cô chú. Nên cô chú đi tham quan du lịch ghé đây để ủng hộ mắm với đường thốt nốt cho cô luôn nha. Thu Hà hả cô? Dạ. Để qua quay xương giới thiệu bà con hả cô? Dạ. Dạ, quay bánh kẹo. À, YouTube. Có. YouTube nhiều người nhiều thì tốt. À, cô vui vẻ quá nè, Thu Hà nha cô chú. Đây là cái gì? 3 số 9 luôn nè. À, ở đây. Dạ, chú Sáu Cà Me. Cô là nghe mình quay cái câu hỏi là gì luôn đó nha. Rồi chúc cho cô năm nay bán thật nhiều hàng hả cô? Dạ, sản phẩm mình từ từ là chất lượng cao luôn. Sánh dai cường quốc luôn hả cô? Dạ. Dạ. Rồi chào cô. Để mình quay tiếp theo ba mắm. Rồi nè mắm bà khía của cô quá ngon hả cô chú này. Ngon luôn. Bà khía này nhiều ký gì cô có để bán giá. Bánh quốc luôn cô chú. Lấy cho cô đi. Cô bán dễ dãi quá kìa, 55 mà cô khuyến mãi luôn. Mở túi đi. Ông cột hả? Nè con. Giác này cũng hồi trưa hả cô? À, bà con cũng đi mua lại gai ha, khách tham quan cũng đi mua gai cũng được. Rồi. À, bên đó cô có bán khô hay với mắm gì nữa hả cô? Có. À, để quay giới thiệu sản phẩm cho cô ha. Dạ. Đây là me nè. Me Thái nè, cô vừa bán khô và vừa bán me luôn. Đây, me cô nè. Rồi cô bên đây có bán me vô kèo sẵn luôn, me Thái luôn. Me Thái này ăn là ngon lắm nghe, thấy bà con bán rất nhiều me Thái luôn. À cô cũng bên đây là của cô, quầy mắm của cô nè cô chú. Này mắm này cô không có để giá cô chú. Này có bạc khía. Bạc khía này có cá sấu luôn rồi chú ơi. Mắm rất ngon rồi chú. Chào cô chủ mắm và me Thái. À, năm nay cô bán thấy được không cô? Năm nay em mặn ăn phát đạt. Vậy hả? Vậy cũng được ha. Cũng đỡ. Chúc cho cô Quang Nam sẽ làm ăn phát tài hơn và sẽ trúng số đặc biệt luôn ha cô. Dạ. Rồi coi mai duyên nè, ông trúng số nguyệt đặng thưởng cho cô này luôn. Hồi đó giờ cô bán có trúng số đặc biệt cho cô? Cô này nè. Có bán thấy trúng đặc biệt chưa? Chưa ha. Khó quá hả? Vậy hả? Làm ăn. À vậy hả? Rồi. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc sức khỏe cô nha. Rồi chào cô bán khô bán số luôn. Mắm rất ngon là một chút. Này cái này mắm cá cơm nè. Này kìa, mắm linh nha, ăn sống được luôn, ngon luôn. Nói chung là làm là xong hết là thành phẩm rồi, nó chỉ mình về là mình sử dụng với mình trộn lên là xong là mình sử dụng luôn. Cái này chèm gòn cô chú, này có lóc. Chung là nhiều tiệm mắm lắm luôn. Rồi nãy mình cũng thấy kiều nữ chân dài cô chú. Nói dạp sạp này cô này rất vui nè, nên bà con lại ủng hộ cũng thấy đông nè.
con này vui vẻ lắm và con cũng dễ dãi lắm, miễn bán có lời ngách là con bán rồi đó, con được quá luôn. Bên đây mẹ Thái rất nhiều luôn, có chú bên đây sạp, bên kia sạp nhiều lắm luôn. Mẹ cay này ngon quá hơn con. Mẹ Thái rồi. Này ngọt ngọt là mình để chua chua ngọt rất ngon nha cô chú. Này bây giờ hiện khoảng nhiều ký gì con? Bình dẫn ha. Này bà con mua ký nhiều lắm đó nghe. Đi xe 5-7 ngự là dụng bọc ký là thoải mái luôn. Rồi. Rồi cảm ơn con ha. Này là 70.000 ký nha cô chú. Tháng này không bánh đâu chị. Cái nào? À, có cô đó thử rồi rất ngon luôn nha, cô mua 3 ký luôn. À, cũng được quá. Mày chị ơi, chị thấy ngọt mà chị có thấy cái này là cái gì đó chị? Thuốc nước á chị. 70.000 ký nha cô chú. À, cô đó có thử rồi đó, ăn ngon. Đây bên đây cũng khô quá, cũng nhiều lắm nè con chú. Bên đây thì cơ sở chế biến mắm bà Giáo Hơn cô chú, nằm số 1. Mấy cháu này đang mua. Bà con đem về có để cái thương hiệu vô luôn. Quay bán cơm ha. Nãy giờ của anh đó. Cơm của cô này bán ở đây để coi có thương hiệu gì ta này ấy. Quán Thị Dương nha cô chú. Dạ kế mắm Nam Hiên 5 số 1. Năm số 1 nha. Bình dân quá nha, bún cá 20, dĩa cơm cát chọn là cơm phần hả cô? Dạ, cơm món cơm phần đó. Ghẻ ha, quá trời mà nhiều món ngon lắm nè. Dạ, cá lóc, bún cua, bún cá, bún mắm luôn. Cá lóc kho. Mì hủ tiếu.
Cô bên đây cô đang gọt xài chút, đang bán cơm nè. Mà cô vui tánh lắm đó nha. Đợt trước mình có gặp cô một lần đó, lần này mình gặp một lần nữa đó nha cô chú. Lâu 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 đặng mình quay lại, đặng giới thiệu cái chợ mấy tháng sau coi nó phát triển như thế nào nha cô chú. Bây giờ thấy cũng vui lắm đó, nhất là cô bán cơm đây nè. Nè tôm nè nha cô chú, đó tôm vàng tươi luôn nha. Cá lóc này 20.000 cô, bán dân địa phương luôn đó, ủng hộ đi. Cá này cá chê ngon luôn nè. Cô cá lóc rồi đủ món, cá heo hồi lạc em quay cho mọi người. Có cá heo lo lạc mà cái này bỏ ít chế me vô nữa ngon lắm nha. Đây cá lạc ngon lạc này, này bỏ mấy chế me từ vô đó là nữa cái bà con ấy dằn ra ngon lắm đó con. Thích ăn me đó nè. Cái đó mình cá heo lạc mình bỏ ít chế me vô đó ngon. Dạ dạ dằn nè dằn. Nè nè, đã có măng xài nè. Dạ, thì có người thích xài đó. Có người thích ăn me, nữa, rau sống thì đủ. Me bỏ chung vô kho mềm mềm với mấy trái ớt á. Dạ. Khô con làm ngon quá nè cô chú. Rồi chúc sức khỏe nha, đây sắp lên bán đất nha cô. Rồi cô chú có xem video này các cháu thì ủng hộ vô chợ Tinh Biên, vô nhà lòng ở sao nè, bán cơm thì Dương. Ủng hộ có nhiều món ăn phần lắm, ngon lắm luôn. Nãy mình có quay trước đó, thấy rất ngon mà cô bán rẻ đó, có 30.000 một phần à. Bình dân quá, đi gần chợ quốc tế mình đó mà bán vẫn bình dân nha. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha. Năm nay con cháu sẽ qua năm mới sẽ làm ăn phát tài hả cô? Rồi chào cô. Rồi. Ăn gì anh? Đây mình lại đây thấy chỗ mắm, hiệu mắm là Kim Yến nè cô chú ơi, bán sỉ và lẻ đủ các loại mắm luôn. Rồi số điện thoại ghi dưới đó cô chú, mai mốt để mình quay xương cái nha. Mai mốt có ấy thì thích cái nào thì nữa điện vào số điện thoại đó, không thôi lại trực tiếp đi mua luôn. Đây chú này cũng bán cũng nhiều sản phẩm quá nè. Được quá. Thấy chú cũng được và vui vẻ lắm nè. Chú đây nè cô chú, mai mốt có gặp chú thì vô đếm hộ nha. Rồi chào chú, chúc chú mùa mai bán đất ha chú. Rồi máy bay. Coi cá chú khiêng về quá ngon rồi, cá sặc bổi rồi cô chú ơi. Ủa phơi nắng quá ngon luôn nè. Cái này về chiên là bá cháy luôn nha. Cái này là mấy anh em ngồi mà lâm găm kể chuyện ngày xưa chắc vui lắm luôn á. Quá vui luôn đó cô chú ơi. Sản phẩm chú chuẩn bị là rất nhiều đó nghe nè, mới ginh về một phao luôn nè, một chậu mà chậu lớn luôn. Cái sọt này nè, cái này mình để nó cho nó thoáng hơi cho nó ấy tiếp ha cha. Thì cũng được đúng rồi, cho đẹp, nó gì mềm mềm ăn ngon nè, khô quá ăn nó cứng lắm, khô quá cứng lắm. Rồi chúc sức khỏe cho hai cháu nha, đây sắp lên bán thật nhiều cá sặc bổi luôn nha. Rồi bẹt có khô cái gì kiều nữ chân dài nè, nhiều quá ha. Một kiều nữ là rất quý để nghe, mà mình đây bán rất rẻ luôn. Nguyên bọc này kiều nữ quá nhiều luôn nè, mà bán nhiều vậy ta, bọc này 300 nha, rẻ lắm nha. Rồi chúc sức khỏe hai cháu luôn. Rồi nãy giờ mình cũng quay nhiều rồi nghe cô chú. Cuối video chúc cô chú anh chị và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào hạnh phúc. Chúc cho bà con ở chợ Tịnh Biên mình ở các quầy bán khô mắm. Rồi nếu mà thấy video này thì cô chú có đi Tịnh Biên thì ủng hộ cho mấy cô ở chợ mắm và chợ khô. Rồi cuối lời chúc cô chú anh chị luôn có sức khỏe dồi dào hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hứa thảo. Chào cô chú anh chị và các cháu, chào.